Công dụng của tinh dầu hương thảo. Cây hương thảo là loài cây thân gỗ, thuộc họ bạc hà. Loại cây này tỏa ra hương thơm rất đặc biệt. Nó được coi là loại cây thiêng liêng đối với người Hy Lạp, La Mã, Ai Cập và Do Thái bởi ứng dụng rộng rãi của nó trong cuộc sống. Ngoài ra, loại thảo dược này có rất nhiều tác dụng thần kỳ, nhất là ở dạng tinh dầu nguyên chất. Tinh dầu hương thảo được chiết xuất từ lá và cành của cây hương thảo, theo phương pháp chưng cất hơi nước. Tinh dầu hương thảo nguyên chất có tác dụng rất tốt đến hệ thần kinh của cơ thể và não bộ. Tác dụng của tinh dầu hương thảo đã được khai thác và sử dụng trong y học dân gian từ hàng ngàn năm trước. Lợi ích của tinh dầu hương thảo nguyên chất đối với sức khỏe. Tinh dầu hương thảo có mùi thanh mát của hương hoa cỏ đồng quê, rất thích hợp dùng để giải tỏa căng thẳng, cải thiện các chức năng hoạt động của não bộ. Khi bạn mệt mỏi, chán nản, cáu gắt, hãy xông một chút tinh dầu hương thảo trong không gian sống, chắc chắn bạn sẽ lại cảm thấy cuộc đời thật thư thái nhẹ nhàng. Không chỉ mang lại hương thơm thư giãn tinh thần, tinh dầu hương thảo còn có khả năng khử trùng và sát khuẩn hiệu quả. Đối với các vùng da bị nấm, bị viêm nhiễm, mụn đỏ sưng tấy, bạn có thể thoa trực tiếp lên bằng tinh dầu hương thảo nguyên chất hay tinh dầu hương thảo đã pha loãng với nước hoặc keo nha đam. Tinh dầu hương thảo sẽ giúp làm dịu vùng da đang bị tổn thương, giảm sưng tấy, giúp làn da nhanh chóng phục hồi. Với khả năng kháng khuẩn, khử mùi cực tốt, tinh dầu hương thảo còn có tác dụng làm sạch răng miệng, khử mùi hôi. Cho một giọt tinh dầu hương thảo vào kem đánh răng hoặc 2-3 giọt tinh dầu hương thảo vào nước súc miệng hàng ngày, có tác dụng làm sạch răng miệng, khử mùi hôi, giúp bạn có hơi thở thơm mát. Công dụng làm đẹp tuyệt vời nhất của tinh dầu hương thảo chính là khả năng kích thích các nang tóc, hạn chế tóc cái rụng, làm chậm quá trình bạc tóc. Chăm sóc mái tóc thường xuyên bằng tinh dầu hương thảo sẽ giúp bạn có một mái tóc chắc khỏe và mềm mượt. Bạn có thể cho tinh dầu hương thảo vào dầu gội và dầu xả theo tỷ lệ 30ml dầu thì cho một giọt tinh dầu. Hoặc có thể pha hỗn hợp theo tỷ lệ 80ml dầu hạnh nhân, 8 giọt tinh dầu hương thảo, 6 giọt oải hương, 3 giọt tinh dầu xô thơm, sử dụng như một loại serum dưỡng tóc. Tinh dầu hương thảo còn được biết đến như một nguyên liệu làm đẹp từ thiên nhiên, có tác dụng kiểm soát lượng dầu nhờn, ngăn ngừa mụn trứng cá, giúp tái tạo các tế bào da hiệu quả. Tinh dầu hương thảo còn có khả năng chống oxy hóa tuyệt vời. Trộn tinh dầu hương thảo vào kem dưỡng, thoa hàng ngày sẽ giúp làn da sáng khỏe và giảm kích ứng. Nhỏ vài giọt tinh dầu vào tô nước nóng, dùng khăn trùm kín đầu sau đó xông mặt sẽ giúp xe khít lỗ chân lông, loại bỏ bã nhờn và giảm mụn hiệu quả. Nếu massage thì pha tinh dầu hương thảo cùng với các loại dầu nền thiên nhiên, theo tỷ lệ 1 năm. Thực hiện cách này một tuần khoảng 2-3 lần sẽ làm da thêm săn chắc, giảm thiểu tình trạng chảy xệ. Vào mùa lạnh, bạn có thể sử dụng tinh dầu hương thảo để làm ấm cơ thể. Loại tinh dầu này giải quyết rất hiệu quả các vấn đề về hô hấp như viêm xoang, viêm mũi, hen suyễn. Mùi thơm của hương thảo sẽ giúp phế quản giãn nở, không khí được lưu thông dễ dàng, làm giảm tình trạng tắc nghẽn đường thở, nhiễm trùng hô hấp. Nếu bị nghẹt mũi, ta có thể nhỏ 1-2 giọt tinh dầu hương thảo lên lá bạc hà để ngửi. Sự kết hợp giữa bạc hà và tinh dầu hương thảo sẽ giúp làm giảm viêm ở màng nhầy trong mũi, giúp thông mũi, mang lại cảm giác khoan khoái và dễ chịu. Dùng tinh dầu hương thảo xoa bóp trực tiếp vào các vùng cơ thể đau nhức sẽ giúp các cơ thư giãn và giảm đau hiệu quả cho các khớp xương. Pha 2 giọt dầu hương thảo, 2 giọt tinh dầu bạc hà và 1 muỗng dầu dừa massage nhẹ nhàng lên những chỗ đau nhức và các khớp đau. Tình trạng đau nhức của bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Có thể thoa tinh dầu hương thảo, massage vùng gan bàn tay, bàn chân để tăng lưu thông tuần hoàn máu, hỗ trợ hoạt động của gan và kích thích chức năng của túi mật. Pha 3 giọt dầu hương thảo với 1/4 thìa dầu dừa, sử dụng mỗi ngày 2 lần. Với những hiệu quả tuyệt vời của tinh dầu hương thảo, đây là một sản phẩm không thể thiếu trong tủ đồ gia đình. Khi dùng tinh dầu hương thảo cần lưu ý, không nên bôi trực tiếp lên da, vì tinh dầu nguyên chất rất đậm đặc, dễ gây kích ứng đối với da nhạy cảm. Tốt nhất nên pha loãng tinh dầu trước khi sử dụng, bảo quản ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp. Không để tinh dầu rơi vào mắt hoặc các vết thương hở. Ngừng sử dụng nếu có mùi lạ hoặc da bị kích ứng. Để xa tầm tay trẻ em. Thực hiện bởi đội ngũ MVN, mua bán nhanh.com.
nhớ like video, bấm đăng ký, bật chuông để nhận thông báo khi có video mới từ kênh Mua Bán Nhanh Bạn nhé.